Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm chuyên trị nấm vi khuẩn virus hiệu quả cực cao. Đây là bộ sản phẩm của công ty HLS Nano Bạc Đồng và Nano Đồng Oxychlorua. Đây như chai này, Nano Bạc Đồng thì thành phần của nó là như bạc 20.000 picomet đồng, 15.000 picomet canxi, 160 picomet kẽm, 110 picomet bơ 360 sodium, 40 bơ dung môi. Tác dụng, công dụng của nó thì trị được các bệnh như là héo xanh, vi khuẩn bệnh lét, vi khuẩn lơ cô rỡ, đốm lá, thăng thư, gỉ sách, xì mú, cháy mú, héo rũ, xương mai, chết nhanh, chết chậm. Nói chung khá là nhiều. Chai đồng Oxychlorua này cũng vậy. Nhưng mà mỗi chai đều có một điểm mạnh của nó. Như chai Nano Bạc Đồng thì diệt vi khuẩn rất là cao. Nó có khả năng diệt được 650 loại vi khuẩn khác nhau, 260 vi trùng. Và nó còn có khả năng diệt virus và nấm, nhưng virus nấm thì nó hơi yếu một tí. Còn thằng đồng Oxychlorua này thì diệt nấm cực cao luôn. Diệt trên nguồn như diện tích sâu rộng rất là tốt, nhưng nó vẫn có khả năng diệt được cả virus và vi khuẩn nhưng mà hơi yếu. Cho nên chúng ta phối hai chai này, thằng này thì mạnh vi khuẩn, thằng này thì mạnh vừa nấm, cho nên ta phối chung lại với nhau. Sử dụng hai chai này thì nó sẽ diệt cả vi khuẩn và nấm virus đồng thời cùng lúc, rất là hiệu quả, rất là cao. Theo mình thì ở sản phẩm này mình thích nhất đó là coi như là không sợ kháng thuốc, nó có thể bơm đi bơm lại nhiều lần và sử dụng liên tục, có thể sử dụng được nhiều vụ không cần phải thay các loại thuốc khác. Cái thứ hai nữa là nó có khả năng coi như diệt được các loại vi khuẩn nấm trong thời gian rất ngắn, khoảng từ 3 đến 6 tiếng là coi như nó đã tiêu diệt hoàn toàn rồi. Đồng thời thì sản phẩm này nó còn bổ sung thêm các khoáng vi lượng nữa như canxi, kẽm, đồng. Cho nên coi nó sẽ rất là xanh. Trị được rất là nhiều bệnh đó. Bây giờ mình cho mọi người ra xem cái vườn ớt của nhà mình nha. Sau 5 ngày nó hiệu quả như thế nào. Đập càng sâu quá. Đây, em nó đây. 10 ngày trước coi như bệnh tê tua hết. Đây, bắt đầu coi như bộ lá bắt đầu xanh lại rồi. Người nhìn này. Đây, lá vàng nó vẫn còn bệnh. Nói chung là coi như là bây giờ là xanh. Xong bộ lá mình sẽ xử lý tới tiếp cái bộ rễ nữa. Mười ngày trước cái vườn ớt mình nó bị các bệnh như thăng thư này, đốm cua, đốm nâu. Đó, nhìn những bụi này rất là xấu. À, bệnh nó hồi những trước nó bệnh từ lúc cây con à, nó nặng, bây giờ bắt đầu nó cho ra được những lá bắt đầu xanh xanh lại. Đây,
hay là những em bị rất là nặng, nặng kinh khủng. Những cây nào nó nhẹ nhẹ thì nó bung nhanh hơn. Đó. Đó. Nhìn nó xanh xanh hết rồi. Đó là chỉ mới 5 ngày thôi. Giờ nó còn đang bị bổ rễ, mình phải cần phải xử lý thêm nữa. Nói chung là sản phẩm này mình thấy rất là tốt. Tiêu diệt vi khuẩn nấm, virus cùng lúc, nó hiệu quả rất là cao. Không phải đổi thuốc. Rất là nhiều người cũng như bơm thuốc, trồng thuốc mà đôi lúc lại không đem lại qua, không đem lại hiệu quả cao, tốn kém tài chính. Đó. Chỉ có những cái nào nó gọi là quá nặng thì nó còn chưa lên thôi, hoặc là mới nó mới nhú nhú những đợt non. Còn những cái nào nó nhẹ nhẹ cái đầu nó bung. Đây, mới sau 5 ngày. Nói chung bà con nên sử dụng, nếu như ở những nơi mà không có cái loại thuốc nano bạc đồng với nano đồng clorua thì cũng như mình có thể sử dụng những sản phẩm khác, nhưng mà những sản phẩm nó đều mang theo ba hoạt chất trong thành phần, nó có những cái hoạt chất trị được nhiều loại. Còn có những sản phẩm thì nó chỉ có một hoặc hai hoạt chất thì nó sẽ diệt yếu hơn. Nếu như là mỗi một sản phẩm mà có ba hoạt chất thì mình có thể phối hai loại với nhau thì lấy các dòng đó. Ví dụ hai loại mà khác nhau thì như mỗi loại đủ hoạt chất, nó thành phần hoạt chất nó khác nhau thì hai cái mình phối lại có thể mình lấy được sáu hoạt chất, thì khả năng là diệt nấm vi khuẩn rất là cao. Nhưng mà không phải loại thuốc nào cũng có thể phối được. Nhất là những dòng mà như gốc đồng rất là khó phối thuốc. Mà cách phối thuốc thì bà con nên lưu ý. Trước khi mà muốn phối thuốc mình phải thử hai loại thuốc, mình cho vào cốc thủy tinh, mình khói đều lên, đỡ khoảng tầm cỡ 5 hoặc 10 phút mình kiểm tra lại xem nó có bị kết tua hoặc là coi như phản ứng sôi hoặc là đổi màu, cảm thấy nó bất thường, thì nói chung là những trường hợp đó là mình không nên phối thuốc. Đây. Cái này bị nấm, bơm thuốc nó cũng đứng khô. Đây là những luống lúc đầu nó rất ít bệnh bên này, còn bên kia những luống nó bệnh rất là nhiều. Rồi, xin chào mọi người. Đến đây mình kết thúc video nha. Chúc bà con một mùa bội thu.